Copisia. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một thương hiệu máy pha cà phê mới mà Copisia sẽ về hàng vào tháng 9 này. Đó chính là thương hiệu máy pha cà phê của Đức, ECM. Thì tại sao Copisia lại chọn cái thương hiệu này để nhập về? Thì ECM là một thương hiệu khá là lâu đời trên thế giới, chuyên sản xuất những cái dòng máy pha cà phê gia đình chất lượng cao với độ tinh xảo và hoàn thiện về kỹ thuật cao của Đức. Thì trên máy thì cũng sẽ có những cái nhãn như thế này là handmade 100% tại Đức. Và trong các dòng sản phẩm của ECM thì họ sẽ chia phân khúc máy pha cà phê gia đình ra thành nhiều loại, như là dòng single boiler, dòng nồi hơi cho đối nhiệt heat exchange, và dòng cao cấp nhất cho phân khúc máy pha cà phê gia đình hiện tại đó chính là dòng máy dual boiler ECM Syconica. Thì hiện tại ở đây tụi em sẽ có máy ECM Syconica Anthracite. Thì đây là phiên bản đặc biệt với phần vỏ làm bằng chất liệu Anthracite, giúp cho mình có thể là không bám vân tay và tăng cái tính thiết kế sang trọng của máy hơn. Em sẽ nói một số cái thông tin về những cái điều mà những anh chị mà tìm kiếm một cái máy pha cà phê đặc sản chất lượng nhưng mà họ tìm kiếm ở nhà. Thì đầu tiên sẽ để ý tới là về cái thông số nồi hơi. Thì như anh chị cũng đã biết thì đối với nồi hơi dual boiler thì có thường sẽ tích hợp luôn sẽ có là BAD để mình có thể chỉnh nhiệt độ độc lập giữa hai nồi hơi khác nhau, chỉnh nhiệt độ cho nồi hơi cà phê và cho nồi hơi sữa tùy theo mục đích pha chế của khách hàng. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có về cái đầu rút như thế này, đây là đầu rút E61. Ngoài cái vấn đề về nó có thể có hai nồi hơi thì chất liệu nồi hơi của dòng này nó sẽ làm bằng thép không rỉ. Điều này thì theo tôi kỹ thuật sẽ giúp cho áp nồi hơi đánh sữa nó sẽ cao lên khoảng 2.03. Điều hơi khác so với nồi hơi bằng đồng. Nồi hơi bằng đồng thì áp chịu được khoảng chừng 1.4-1.63 thôi. Thì áp càng cao thì giúp cho khi mà mình đánh sữa thì chất lượng hơi nó sẽ mạnh hơn. Mặc dù theo máy nó chỉ là đầu steam 2 lỗ thôi, nhưng chất lượng hơi khá là đủ điều kiện để mình pha những cái ly cà phê cappuccino hoặc là latte chất lượng. Thì đối với đầu rút E61, tại sao đầu rút E61 được nhiều anh chị lại tìm kiếm khi mà dùng cho máy pha cà phê gia đình? E61 này thì cái phần ngăn trống ở đây khá là lớn. Khi mà mình mở van nước thì cái thời gian mà nước đi ra đầu vòi này nó sẽ có một khoảng thời gian làm cho áp suất thấp. Thì áp suất thấp này giúp cho chế độ ngâm ủ cà phê nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo thì sẽ nói tới là ECM Syconica có tích hợp cho mình về cái đồng hồ PID ở đây. Thì mình có thể chỉnh được 3 thông số chính. Một là nhiệt độ độc lập giữa nồi hơi cà phê và nồi hơi đánh sữa, steam boiler và coffee boiler. Thì mình có thể là mình tắt luôn cái nồi hơi đánh sữa đó, mình không cần dùng tới. Nó sẽ có một công tắc ở phía dưới máy. À, một thông tố quan trọng nữa, máy này họ dùng bơm quay nha. Thì đối với các anh chị đều biết là bơm quay nó sẽ là có tính ổn định cao và độ êm ái hơn so với bơm rung. Âm thanh rất là êm. Và thật ra trong tất cả các dòng máy bơm quay tại thị trường thì em thấy bơm quay của ECM khá bất ngờ về cái vận hành nó rất là êm và nó chống ồn khá là tốt. Thì ngoài ra có một số cái thông số khác thì có thể là sẽ giống các hãng khác thị trường, nhưng liệu sẽ có áp kế cho nồi hơi cà phê và cho nồi hơi áp kế dùng cho nồi hơi và áp kế dùng cho bơm. Thì bơm thì đối với bơm quay thì mình đều phải chỉnh được hết và mình có thể là thay đổi linh hoạt giữa mình cứ dùng kết nối nước trực tiếp hoặc là dùng bình nước phía sau này. Thì theo máy thì nó sẽ cho mình hai tay cầm. Thì hai tay cầm này thì một tay cầm đơn, một tay cầm đôi. Cái điều bất ngờ đầu tiên khi mà em cảm nhận mình cầm hai tay cầm này, cái tay cầm của ECM nó hoàn toàn nó nặng hơn cả những tay cầm của các cái hãng cao cấp khác em đã từng cầm qua, như là kể cả Nova, Simonelli hay là Lelit gì đó, thì cái tay cầm này nó khá là nặng. Thì theo hãng họ nói đây là tay cầm công thái học, giúp cho mình có thể là cảm giác cầm nắm tốt hơn và khi mình pha chế nó tăng cái trải nghiệm người dùng. Thì ECM họ chỉ quan tâm một cái duy nhất khi mà trong cái triết lý thiết kế của họ thôi, là họ gia tăng cái, họ chú trọng vào cái tối đa trải nghiệm người dùng, nên là những cái sản phẩm họ làm ra là đều cái sự tinh xảo và yếu tố về độ chính xác cơ khí kỹ thuật nó khá là cao. Kể cái một cái điều rất là hay về cái point đây thì mình có thể là quay, mình sẽ quay video đây. Ở dưới cái khay nước của ECM nó sẽ có một cái
nó thiết kế cái khuôn rất là hay, nó là một cái chỗ mình có thể mình để cái filter, cái filter mù vào để mình cất giữ nó nhìn nó dễ chịu hơn. Để mình tăng cái trải nghiệm đánh sửa thì mình có thể gắn cái đồ vòi sửa dư vào đây, cất giữ ở đây thì nó sẽ hạn chế mất mát linh kiện trong quá trình sử dụng. Và cuối cùng nói tới là về cái cơ chế cần gạt đa hướng đánh sửa của riêng dòng Syncorica này thì nó khác hoàn toàn so với những cái dạng như cần bằng, thì mình có thể là chỉnh đa hướng gạt xuống dần ra, nó sẽ rất là dễ. Nó không giới hạn về cái thao tác của mình khi trong quá trình bạc, thì điều này cũng là góp phần làm gia tăng cái trải nghiệm người dùng khi mình sử dụng này. Thì lát em sẽ làm một số cái shop pha chế trải nghiệm đối với dòng này. Em cảm nhận là xem thấy chúng ta mang lại cái cảm giác xứng đáng so với số tiền mình bỏ ra để sở hữu dòng máy pha cà phê cao cấp này tại nhà. Nói chung mình thứ nhất về thiết kế nó sẽ giúp cho không gian nhà mình sẽ sang trọng hơn. Thứ hai nó sẽ làm gia tăng tính chuyên nghiệp và nó sẽ giúp cho mình tăng cái trải nghiệm pha cà phê hàng ngày. Thì mỗi buổi sáng thì những người thành công sẽ luôn pha mỗi ly cà phê buổi sáng và tự pha. Thì những cái việc nhỏ nhặt như mình pha cà phê với một cái con máy mà cảm thấy mình cảm thấy thích thú sẽ giúp cho một ngày mới của mình nó sẽ cảm thấy nó hiệu quả và nó vui vẻ hơn. Các anh chị nào mà có quan tâm về dòng máy cao cấp ACM thì có thể là inbox ngay cho QVCA để được tư vấn.